Hi, xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Nam đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một video để nói về cái lò xo đầu của động cơ xe máy nha. Thì cái lò xo đầu thay cái loại nào là vừa? Thì có nhiều bạn là cứ hỏi là xe mình thay lò xo đầu là nào là vừa. Xe mình xe zin, rồi là xe mình lên 60.3, rồi là xe mình chạy 62, rồi là 65 cái thứ đấy, thì đi lò xo đầu nào cho nó vừa. Thì nói chung là hôm nay mình sẽ giải thích một cái vấn đề về cái lò xo đầu này để cho các bạn hiểu rõ nha, để các bạn khỏi phải thắc mắc gì nhiều. Tại vì có rất nhiều người thắc mắc các bạn ạ, cứ mỗi người mà hỏi mà mình trả lời riêng từng người thì nó sẽ rất là khó, rất là lâu, nhiều lúc rảnh thì còn trả lời được, còn nhiều lúc bận ấy thì nhiều khi thua. Cho nên là mình sẽ làm một cái video tóm tắt đây, nếu mà bạn nào mà thắc mắc ấy thì cứ lên xem là sẽ hiểu nha. Thì cái đầu tiên về cái lò xo đầu thì nó cỡ nào là vừa. Thì trước tiên là mình biết cỡ nào là vừa ấy, thì mình phải biết nó nhẹ thì nó sẽ gây hiện tượng gì, mà nó nặng quá thì nó sẽ gây hiện tượng gì. Thì mình sẽ phải giải thích ở đây. Cái đầu tiên đó chính là cái nếu mà lò xo đầu nhẹ quá thì nó sẽ gây hiện tượng gì. Cái lò xo đầu nhẹ quá thì nó sẽ gây ra ba cái hiện tượng nha các bạn. Cái hiện tượng đầu tiên đó chính là réo lò xo đầu. Thì mình nói hay nói bình thường mình hay nói là réo lò xo đầu vậy ấy. Nhưng mà thật sự là nó cái tiếng nó réo không phải là ở trong cái lò xo này, mà nó kêu ở cái con cò và cái cây cam nha. Khi mà lò xo mà nó vòng tua cao quá mà nó đàn hồi không kịp, đúng không, là cái con cò nó sẽ va đập vào cái đầu xúc bắp và nó va đập vào cái cốt cam thì nó sẽ tạo ra cái tiếng kêu đó các bạn, chứ không phải là cái lò xo này nó kêu đâu. Cho nên là cái đầu tiên mà mình nghe thấy ấy, mà mình cảm thấy đó chính là nó ré lò xo đầu, là cái đầu tiên. Rồi cái thứ hai, cái hiện tượng thứ hai gây ra đó chính là nó sẽ gây yếu đi ở những cái giải ga lớn đó. Khi mà cái lò xo nó ré thì cái thì xúc bắp nó đóng nó sẽ bị trễ nha các bạn. Như kiểu là tới cái lúc mà xúc bắp nó cần phải đóng hết cỡ rồi, đúng không, nhưng mà cái lò xo nó yếu quá, nó chưa đàn hồi về kịp ấy, vòng tua máy quá cao mà nó chưa đàn hồi về kịp, nó chuyển qua một thì khác rồi mà xúc bắp nó chưa kịp đóng vô ấy, nó sẽ gây cái độ thất thoát không khí, nó bị sai cái đấy đi, nó cái lực nén ở trong cái buồng đốt của mình nó sẽ không được tốt nữa, thì nó sẽ bị yếu đi. Khi các bạn chạy mà vòng tua như các bạn chạy những chiếc ẹt chẳng hạn, nó hay bị réo lò xo đầu, mà các bạn mở tua cao nó sẽ bị réo lò xo đầu đấy. Các bạn kéo tới cái lúc réo đó thì cái xe của mình nó sẽ trùng lại, nó sẽ không lên nữa. Tới đó nghe tiếng ré là nó sẽ trùng lại luôn. Là cái hiện tượng đó là bị thất thoát không khí, nó mất hiệu suất động cơ nha, là cái thứ hai. Cái thứ ba ấy, là nó gây hư hại những cái chi tiết liên quan. Thì hư hại những cái gì? Khi mà nó cho nó không đan hồi kịp vậy ấy, thì nó sẽ gây va đập ở cái con cò mày ấy. Nó va đập vào cái cốt cam mà nó va đập vào cái đầu xúc bắp thì nó sẽ dễ bị hư. Cái đầu xúc bắp nó dễ bị tè ra. Cái con cò mổ của nó thì nó va đập vào cái gối cam ấy, thì nó dễ bị hư gối cam mà hư cái con cò luôn nha. Thì nó không phải là hư ở ngày một ngày hai đâu, nhưng mà chạy qua thời gian dài thì nó sẽ hư nhanh hơn những cái xe ok rất là nhiều. Những cái xe bình thường thì chạy nó bền, nhưng mà khi mà mình chạy ở giải tua cao mà nó hay bị va đập, nó hay bị ré như vậy thì nó sẽ giảm cái tuổi thọ đi đáng kể luôn các bạn. Có nhiều cốt cam mà người ta mở tua cao quá mà cái nó bị ré là xo đấy, người ta hay chạy tới giải tua ré đó, cái cốt cam của người ta nó bị khuyết, bị mài mòn hết luôn đấy. Đó, cho nên là đó là ba cái chi tiết mà nó sẽ gây ra ở trên cái lò xo yếu nha. Rồi tiếp theo, khi mà chúng ta thay cái lò xo mà quá cứng á thì nó sẽ gây hiện tượng gì? Khi mà chúng ta thay cái lò xo quá cứng á thì nó sẽ gây hiện tượng là nặng máy. Thì khi mà cái động cơ hoạt động thì nó sẽ tác động để nó nén cái lò xo xuống, đúng không? Thì khi lò xo quá cứng thì nó sẽ ảnh hưởng vào một cái máy của chúng ta, nó sẽ nặng hơn một chút. Thì tùy thôi, lò xo càng nặng thì cái máy nó càng nặng thêm, nhưng mà cái nói nặng vậy thôi, nhưng mà khi mà các bạn chạy ở trên đường các bạn sẽ khó cảm nhận. Tại vì các bạn không có một cái để so sánh ấy. Ví dụ mà các bạn đang chạy cái nhẹ á, rồi các bạn thay luôn cái mạnh như cái nặng vô, các bạn so sánh thì các bạn sẽ thấy nó khác nhau một chút, nhưng mà khi mà các bạn chạy loại nhẹ luôn hoặc là loại nặng luôn thì các bạn sẽ không biết được nó nặng hay nó nhẹ gì đâu. Nhưng mà về nguyên tắc ấy là thay cái lò xo này càng nặng thì nó sẽ càng nặng máy hơn một chút, máy nó sẽ càng nặng hơn một chút nha. Rồi, cái thứ hai mà nó gây ảnh hưởng khi mà chúng ta thay lò xo đầu cứng ấy thì nó sẽ gây hư hại những cái chi tiết trên xe. Thì nó sẽ gây hư hại ở cái gì? Như kiểu là trên xe của mình thì như kiểu ẹp thì nó xài bạc đạn, đúng không? Thì cái lực chịu của cái cốt cam ấy, cái cốt cam để nó đẩy được cái lò xo này xuống thì cốt cam nó sẽ mở con cò, đúng không? Nó tác động con cò nó sẽ tác động nó nén cái này xuống. Thì nếu mà cốt cam mà cái lò xo này cứng quá thì cái lực tác động lên cốt cam lớn hơn thì cái lò xo thì cái gối cam của nó sẽ chịu lực nhiều hơn nha. Rồi là cái bạc đạn của nó cũng chịu lực nhiều hơn. Rồi là khi mà cái lò xo nó cứng quá thì cái lực mà nó nén cái cây xúc bắp này nó đóng lại nhanh hơn ấy, nó mạnh hơn ấy, thì cái chi tiết mà cái miệng xúc bắp ấy thì nó nhanh bị hao mòn hơn đó. Rồi trên winner ấy thì nó sẽ gây hao mòn cái gối đỡ của cái cốt cam nhanh hơn, rồi là cái gối cam chịu lực nhiều hơn thì nó cũng sẽ bị hao mòn nhiều hơn nha. Rồi cái bạc đạn ở trên những con cò đó
nó bạc đạm mà nó chịu lực nhiều hơn, và qua thời gian về lâu về dài ấy, thì nó sẽ hao mòn nhanh hơn, nó sẽ không chảy ra 1-2 ngày đâu các bạn, nhưng mà chạy về lâu về dài ấy, thì cái việc mà thay xúc bắp, cái lò xo này nặng hơn ấy, thì nó sẽ tác động lên nhiều hơn, và cái độ bền của những cái chi tiết đó là nó sẽ bị giảm đi nha. Rồi khi mà các bạn biết những cái chi tiết đó rồi thì các bạn sẽ thắc mắc là vậy thì thay cái loại lò xo nào là vừa, thì lò xo nó liên quan tới hai chi tiết nha các bạn. Thứ nhất là RPM và thứ hai là cái khối lượng nó phải gánh đỡ. Thì cái khối lượng gánh đỡ là một là cây xúc bắp nhỏ ấy thì nó sẽ nhẹ hơn, cây xúc bắp to lớn ấy thì nó sẽ nặng hơn, đúng không? Rồi là khi mà nó đẩy xuống ấy thì nó có con cò nữa, khi mà nó dội lên ấy thì nó sẽ phải đẩy theo cái con cò, nó phải tính khối lượng của con cò nữa. Còn như trên xe chia thì nó không có cò, nó chỉ có một cái nắp chụp lên thôi, nó sẽ nhẹ hơn. Thì cái lò xo thì của nó thì nó về nguyên tắc thì nó sẽ làm được nhẹ hơn. Còn ở trên ẹp và winner ấy thì nó sẽ khi mà nó đẩy lên ấy, nó rút lên, nó ném xuống xong đúng không? Nó rút lên thì nó sẽ phải kéo cái khối lượng của cái cây xúc bắp. Rồi là nó sẽ phải đẩy luôn cả cái con cò, nó sẽ tính là phải đẩy thêm cái khối lượng của cái con cò nữa. Thì cái này là về khi mà người ta đã thiết kế ra rồi ấy, như kiểu trên winner hay là của ẹt ấy, thì khi người ta thiết kế ra rồi thì người ta đã tính rồi, người ta đã tính được cái khối lượng và cái RPM và cái khối lượng của con cây xúc bắp và con cò rồi ấy, thì người ta sẽ cho ra một cái lò xo đó. Đó, mình sẽ lấy cái lò xo gì làm chuẩn, đúng không? Như kiểu ở trên winner thì thiết kế của nó khác, còn trên ẹp thì thiết kế của nó khác, còn ở trên xe chia thì cái cách tính của nó khác, thì cái xúc bắp của nó sẽ khác. Thì cái lò xo của nó sẽ khác nha. Rồi, ở trên xe winner ấy, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ ở trên xe winner ấy thì cây xúc bắp nó sẽ lớn hơn của ẹp nha. Thì với lại nó tính như ra như kiểu cái lò xo của winner đấy, thì như mình hay làm ở trên xe đó, mình hay mở tua rồi mình hay độ ở trên xe đó ấy, thì mình thấy nó chịu được cái RPM ấy là 12.000 RPM. Ngọt tối ưu nhất nha, ở trên cái lò xo này ấy, thì tối ưu nhất ấy là 12.000 RPM. Mà chúng ta mở tối đa ra ấy, thì cũng khoảng 13.000 hoặc 13, tối đa ra cũng khoảng 12.500 hoặc là 13.000. Tối đa lắm là 13.000 thôi nha các bạn. Có bạn mở tới 14.000 cũng được luôn, nhưng mà khi các bạn vặn lên ấy, nó chỉ có ré, hoặc là khi các bạn chạy thì nó không có tới được cái tua đâu, cho nên là các bạn không cảm nhận được cái độ yếu của nó đi ở những cái tua đó. Nhưng mà các bạn mở ra 14.000 RPM thì các bạn vặn thì nó lên được đấy. Rồi các bạn sẽ nghe tiếng ré thôi, nhưng mà khi các bạn chạy nó sẽ không bao giờ tới được. Cho nên là mở lên tới đó thì nó chỉ hại máy thôi, chứ nó không có được vấn đề gì cả. Rồi, thì cái giới hạn của nó ấy, thì 12.500 trở xuống là ok, 12.500 trở xuống là ở trên cái lò xo zin. Rồi, khi chúng ta độ xe lên ấy, chúng ta làm cái RPM lớn hơn. Có người ta lên tới 14.000 RPM hoặc là 13.500 RPM đúng không? 13.500, 14.500 RPM. Thì cái lò xo này người ta sẽ thay cái loại căng hơn. Thì ở trên thị trường có những cái loại, rất nhiều loại các bạn, nó có những cái thông số nhà sản xuất người ta tính toán, là người ta cho ra cái thông số là chịu được giới hạn bao nhiêu ngàn RPM đó các bạn. Thì cái đồ người ta bán thì người ta cũng cho ra một cái RPM đấy để cho các bạn lựa chọn nha. Thì như mình lựa chọn ấy thì mình hay lựa chọn là cái loại của CBR mà cái CBR 250 ấy, thì mình hay review cái loại lò xo rồi. Thì cái lò xo đấy nó chịu giới hạn RPM có khoảng từ 14.500 tới 15.000 RPM. Thì khi mình độ xe, mình mở vòng tua máy lên ấy, thì mình hay mở tới 13.500 RPM hoặc là 14.000 RPM. Thì cái lò xo CBR đấy nó là hoàn toàn ok rồi. Rồi là mình tin tưởng cái lò xo đấy hơn, tại vì cái nước thép của nó, cái chất liệu thép rồi các thứ thì nhìn hãng thì nó làm thì cực kỳ chuẩn các bạn. Còn như những cái lò xo độ thì người ta là cái cấu kiện nó làm được cái chất liệu lò xo nó sẽ khác nha. Chất liệu của cái thép nó làm ra cái lò xo khác. Nhiều khi nó bị gãy lò xo đấy, cái nhịp độ nó quá cao mà chạy về lâu về dài, mà những cái lò xo mà bình thường quá nhiều khi nó bị lún hoặc là nó gãy luôn các bạn, gãy luôn thì nó sẽ làm hư hại động cơ mình đi. Thì mình sẽ nói chung là thay thì cũng được thôi, mà những cái trường hợp gãy thì nó rất là hiếm, nhưng mà cái rủi ro nó vẫn có nha các bạn. Còn lò xo zin thì mình tin tưởng tuyệt đối cao hơn. Thì lò xo zin thì nó không có nặng nhiều lắm đâu, nó không ảnh hưởng gì nhiều tới động cơ, nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái độ nặng động cơ nhiều lắm, nhưng mà cái RPM nó chịu được cao, cái độ bền của nó cao thì mình sẽ tin tưởng hơn. Rồi là nhiều bạn hỏi là bây giờ lên 62 hoặc lên 65 ấy thì thay loại lò xo đầu nào thì cho nó phù hợp. Thì mình nói luôn ấy, là cái 62 hay 65 hay là 65 cộng gì đấy nó không quan trọng nhé các bạn. Nó không quan trọng về cái việc thay lò xo, cái quan trọng là cái tính toán của cái RPM và cái khối lượng của cái xúc bắp. Như ví dụ mà chúng ta lên trái 65 đi đúng không, mà chúng ta đi cái xúc bắp nó lớn hơn. Đó, xúc bắp lớn hơn
Thì khi mà cái số vòng lớn hơn thì cái khối lượng nó lớn hơn thì cái lò xo này nó sẽ giảm cái vòng RPM nha. Như kiểu ví dụ đi, cái này nó đang chịu lực tối đa là chịu vào RPM tối đa là 14.500 RPM là của CBR 250 nha các bạn. Ở trên shop up in thì nó chịu được 14.500 RPM. Thì khi mà chúng ta lên shop up 20-23 chẳng hạn thì nó là giảm xuống còn 14.300 RPM. Nhưng mà khi chúng ta shop up 22-25 chẳng hạn vậy, shop up càng lớn lên ấy, thì cái RPM chịu đựng của nó càng giảm đi. Thì nó tầm cỡ khoảng 14.000 RPM. Thì nếu mà ví dụ mà các bạn độ xe, các bạn phải tính theo RPM và cái khối lượng đó. Nếu ví dụ chúng ta đi shop up lớn mà cái giới hạn vòng tua của mình mà mình muốn ấy, là cỡ khoảng tầm 14.000 RPM hoặc 13.500 RPM ấy, thì chúng ta vẫn cứ xài số 3 cái lò xo thôi, đâu có ảnh hưởng gì đâu nha. Thì ví dụ mà các bạn muốn như kiểu các bạn làm 62 hoặc 65 mà các bạn muốn mở vòng tua cỡ khoảng 13.500 RPM hoặc tối đa là 14.000 RPM đổ về ấy, thì chúng ta cứ thay cái lò xo CBR này. Rồi là trên thị trường nó có thêm cái lò xo rất nhiều loại lò xo các bạn. Còn lò xo BRT đó, lò xo BRT mà có rất nhiều bạn hỏi được review nhiều đó, thì các bạn bảo là cái lò xo đấy xài ok không anh hay là sao đó, thì mình cũng trả lời luôn là cái lò xo nào người ta đã thiết kế ra rồi là ok hết. Là cái nhưng mà cái lò xo BRT người ta quảng cáo là nó nhẹ đúng không? Cái lò xo BRT người ta quảng cáo là nó nhẹ, nó không ảnh hưởng tới cái độ nặng của động cơ mình, động cơ nó sẽ vẫn chạy nhẹ thôi. Thì khi người ta lấy ra người ta review thì người ta bấm nó nhẹ nhàng, các bạn nhìn thấy vậy. Nhưng mà khi mà gắn vô ấy thì nó cũng phải chịu, nó cũng phải đảm bảo một cái lực nén cố định nha các bạn. Cái lực nén căng nhất định nha. Thì khi mà người ta gắn vào cái xe của mình ấy thì cái lò xo nó nhẹ như vậy, gắn vô nó sẽ không chịu được RPM cao đâu các bạn. Người ta sẽ có thêm những cái chêm. Thì về hình thức ấy thì người ta bóp ngoài thì nó nhẹ, nhưng mà khi mà chúng ta mà gắn vô mà nó có cái chêm rồi ấy, thì lò xo nó cũng sẽ nén rất là căng. Nhưng mà về quảng cáo thì chịu được 16.000 RPM vậy. Nhưng mà theo nguyên tắc thì theo hiểu biết của mình thì mình cũng không tin tưởng về cái việc là so đó. Thì nói chung là nó cũng chả hư hại đâu. Các bạn tin tưởng thì các bạn thay là so đó. Còn nếu mà các bạn tin tưởng loại nào thì các bạn thay loại đó thôi. Còn như tính toán của mình và như cái kinh nghiệm của mình xài thì cứ CBR 250 là ok. Các bạn có thay 65 hay là các bạn có lên 65, 62 hay là 58 hay là 59.8, 60.3 hay là nhìn cũng được. Miễn sao các bạn mở vòng tua mà dưới 14.000 RPM thì các bạn xài lò xo đấy nha. Còn thêm một cái nữa, mình phải nói thêm về cái lò xo đầu này. Có nhiều bạn mà thay lò xe của các bạn đúng không? Xe của các bạn mà cái nhu cầu của bạn là mở tới 12.000 RPM thôi, nhưng mà các bạn vẫn muốn thay lò xo CBR này. Nếu mà các bạn làm như vậy thì cái nó sẽ không hiệu quả nha các bạn. Tại vì cái lò xo cứng hơn về nguyên tắc là nó sẽ để chịu vòng tua cao hơn. Nhưng mà khi mà các bạn mà mở cái như kiểu xe Winner đi mà chúng ta mở tới 12.000 RPM thôi ấy, mà chúng ta thay cái lò xo cứng thì nó sẽ gây nặng máy chứ nó chả có hiệu quả gì, cũng chả xài tới cái mức độ đó. Thì nếu mà ví dụ mà chúng ta là mở vòng tua tới 12.000 RPM thôi ấy, 12.500 RPM hoặc 12.000 RPM thôi, thì chúng ta cứ thay cái loại, cứ để loại zin mà xài nha. Thì vì loại zin nó chịu tới cái vòng tua máy đấy là ok, nó sẽ ổn định cái máy mình hơn, đúng thiết kế là đúng lực chịu tải ở trên cái động cơ mà hãng thiết kế thì là ok nha. Không cần phải thay lớn hơn, trừ khi nào các bạn mở vòng tua cao mà 13.000, 14.000 RPM ấy, thì các bạn mới cần phải thay. Còn 12.000 RPM trở xuống là các bạn cứ giữ zin, là nó đảm bảo được cái hiệu suất động cơ, nó không bị trễ. Nhiều khi nó trễ quá mà cái vòng tua quá cao mà nó trễ quá thì nó gây đá xúc bắp nữa các bạn. Nó đá xúc bắp rồi nó piston nó đẩy lên rồi nó đẩy cong xúc bắp luôn. Xúc bắp nó chưa kịp thu về ấy, là piston đẩy lên rồi là nó cong xúc bắp luôn, hoặc là xúc bắp nó, đúng không? Khi mà nó nhịp ấy, thì nó đá xúc bắp là nó sẽ cong luôn, nó có gây ra thêm cái hiện tượng nào nữa. Nhưng mà nếu mà vòng tua giới hạn của mình thấp ấy, thì mình xài zin được. Còn như ở trên của ẹt ấy thì không được. Ở trên ẹt thì mình mở tới 12.000 RPM mình đã thấy nó ré rồi. Tại vì cái lò xo đấy nó yếu lắm, cho nên mình phải thay lò xo cứng hơn. Thì thay cái lò xo mà chịu lực cỡ khoảng, thì lò xo là 3.0 nha. Lò xo mà cái sợi của nó 3.0 trên ẹt ấy, 3.0 thì cái giới hạn chịu vòng tua máy của nó thì cỡ tầm 13.000 RPM, 13.000, 13.500 RPM thì mình thay cái loại đó là ok. Còn ví dụ mà lò xo đầu mà các bạn của ẹt đi, các bạn mở tới 13.500 RPM mà các bạn thay lò xo 2.8 ấy, thì nó mềm quá thì các bạn vặn tới 12.500 RPM thì nó ré rồi, thì nó cũng không đúng nha. Nhưng mà khi mà chúng ta mở tới 12.000 RPM thôi ấy, mà chúng ta không cần mở cao hơn, thì chúng ta chỉ cần thay cái loại 2.8 thôi, đó. Nói chung là càng nhẹ thì cái độ bền của những cái chi tiết liên quan thì nó sẽ càng bền thêm. Còn càng cứng ấy thì nó chịu RPM càng cao, nhưng mà cái chi tiết liên quan thì nó sẽ càng bị giảm thiểu đi.
Thì nói chung là cái nào nó có lợi và cái hại, cho nên là khi mà mình làm RPM bao nhiêu ấy thì mình tính toán để mình thay một lò xo đầu cho nó phù hợp nha. Cho nên là đây mình giải thích cốt lõi ở đây ấy, là cái lò xo này nó không liên quan gì nhiều tới cái mình làm 6 năm. Nói chung là nhiều khi các bạn cứ nghĩ là làm máy càng lớn ấy thì lò xo càng cứng. Đó, nhưng mà đây là mình giải thích cho các bạn để các bạn hiểu cốt lõi của nó là nó không liên quan tới cái động cơ của mình là nó lớn cỡ nào. Mình chỉ cần quan tâm tới cái khối lượng của cây xúc bắp, khối lượng của nó phải chịu tải và cái RPM của mình đi nha. Rồi, tiếp theo một cái lưu ý nữa là khi mình chọn lò xo xúc bắp ấy thì trên thị trường nó có nhiều loại. Rồi khi mà các bạn biết được cái mình đi nhu cầu của mình đi được bao nhiêu RPM ấy thì mình sẽ chọn cái lò xo cho nó phù hợp nha. Ví dụ mà RPM thấp thì các bạn không cần phải thay lò xo quá cứng để nó tác động tới máy của mình nhiều, nó sẽ gây ảnh hưởng. Nhưng mà khi mà các bạn muốn RPM cao ấy thì các bạn phải thay lò xo cứng hơn. Đó. Thì bây giờ trên thị trường nó có rất nhiều loại lò xo các bạn, nếu mà các bạn lựa chọn mà không biết cách lựa chọn cái cấu trúc của lò xo ấy thì nó cũng dở. Thì như các bạn nhìn thấy mình cũng hay review cái này rồi, nhưng mà bây giờ mình review thêm. Thì các bạn nhìn thấy cái lò xo này mình để ở đây, không biết các bạn nhìn rõ không nha. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy cái mặt này nó dày hơn đúng không? Cái lò xo nó xếp với nhau hơn, còn ở bên trên này nó sẽ thưa hơn. Đó, cái này là cái cấu trúc của lò xo chịu lực nha các bạn. Lò xo mà hoạt động á, lò xo hoạt động nhanh thì nó sẽ có một bề dày, một bề thưa. Cái bề dày này giống như kiểu trên lò xo nhún, lò xo phuộc nhún cái thứ của mình nha các bạn. Nó có cái cấu trúc như thế này hết nha các bạn. Là để cái nó có một cái chân trụ, khi mà cái nó đẩy xuống ấy thì cái này cái lò xo chỗ bên dày này nó sẽ khít lại, nó làm một cái chân trụ và lò xo đàn hồi của mình nó sẽ được thẳng hơn nha. Còn nếu ví dụ mà nó không có chân trụ này mà nó thưa như nhau hết luôn ấy thì khi mà mình hoạt động vòng tua cao thì nó sẽ bị đảo lò xo. Nó bị đảo nó cái cây xúc bắp mình ấy, nó tác động cái cây xúc bắp nhiều mình nhiều hơn thì nó sẽ nhanh bị lỏng xúc bắp hơn. Cho nên là cái cấu trúc là cực kỳ quan trọng. Các bạn lựa chọn lò xo là các bạn phải phải lựa chọn là có một bề dày và một bề thưa, một bề dày và một bề thưa. Tại vì trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều loại mà nó đều như nhau luôn các bạn. Khi mà các bạn gắn vô ấy thì chạy nó cũng bình thường thôi, các bạn sẽ không phát hiện ra, nhưng mà khi mà tháo ra coi ấy thì cái độ đảo của lò xo mình thấy rõ ràng luôn là nó có va đập ở cái lò xo bên trong và lò xo bên ngoài ở cái loại hao lò xo nha, thì mình sẽ thấy nó rõ ràng như thế. Còn ví dụ ở trên một lò xo thì mình sẽ không có nhìn thấy cái vết va đập của nó, nhưng mà về nguyên tắc là nó sẽ bị đảo như vậy thì nó sẽ gây hiện tượng là cái xúc bắp của mình nó nhanh bị lỏng hơn đó. Cái này là cần là rất quan trọng á, cho nên là khi các bạn lựa chọn thì các bạn phải lựa chọn cái lực phù hợp của nhà sản xuất người ta đưa ra, thì nó sẽ có một cái lực người ta tính toán ở đó, người ta sẽ đưa thông số cho các bạn. Rồi là cái cấu trúc của nó phải như thế này. Nếu mà không như thế này thì gắn vô vẫn chạy được thôi các bạn, nhưng mà về lâu về dài là cây xúc bắp mình nó sẽ nhanh bị lỏng hơn. Rồi là cỏ mổ nó không chính xác với xúc bắp nữa thì nó cũng sẽ gây hư hại hơn, nó nhanh hơn nha. Rồi đây là một vài cái giới thiệu thêm cơ bản về cái lò xo này thôi. Thì về cái việc hoạt động của lò xo mà trên từng cái động cơ khác nhau thì thiết kế xúc bắp rồi là thiết kế cỏ mổ thứ của nó khác nhau, thì cái lực nén của lò xo người ta tính toán khác nhau. Rồi cái này để giúp cho các bạn hiểu hơn về cái lò xo nó hoạt động như thế nào. Rồi, mai mốt ví dụ mà các bạn làm ở nhà thì các bạn có thể là biết được hơn. Còn ví dụ mà tới tiệm của mình thì mình cũng đã có những cái lò xo phù hợp rồi. Các bạn muốn bao nhiêu RPM rồi cấu trúc lò xo thì bên mình lựa chọn cái thứ gắn vô cho nó phù hợp với xe của các bạn nha. Chứ không phải là cứ gắn lò xo, chứ không phải là cứ phải là máy càng lớn thì lò xo càng cứng, hoặc là máy nhẹ máy làm nhỏ thì lò xo càng nhẹ các bạn. Cái đấy là các bạn hiểu sai nha. Rồi, hy vọng là nó sẽ giúp cái gì đó cho các bạn. Chào các bạn nha.